nghe lời pháp âm trong lành, con đây sáng lòng hơn, xin về chốn Phật đài. Giờ đây nhìn theo ngũ giới quyết lòng tiến tu, năm điều răn Thế Tôn đã dạy con. Sát sanh thôi đừng hay, cho người yên vui sống, thương cả muôn loài xin được an lành. Người ơi, giết nhau chi rồi đến phiền, mình ôm quá bao chiến tranh tương tàn, máu lệ ướt đẫm. Người ơi, nay điều thứ hai Phật truyền, nhân sinh kiếp lầm than đi tìm cơm áo no lòng, mồ hôi cùng pha nước mắt mừng thành áo cơm. Xin lòng thương chúng sanh cướp trộm chi, gieo đau cho người mất gia tài bao không khó, nhân quả cho mình sẽ khổ với nghèo về sao. Không tham lam người sẽ mau về nơi sung sướng, sống cảnh sang giàu tươi đẹp muôn đời. Người ơi, còn đây nghe điều thứ ba trong lòng, xin không chướng tà dâm, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Tình yêu mình trao chung thủy suốt đời với ai, vợ chồng xin giữ cho tiếng sạch trong. Thương nhau dù nghèo cũng không mờ câu xóm sắc, đến lúc xấu già thêm gian nghĩa tình. Người ơi, thương nhau trọn đời sẽ thêm hồng tươi đôi mắt, nhân quá gian toàn xanh đẹp đến ngàn đời sau. Giờ đây xin điều thứ tư trong dình, xin không dối lừa ai, chỉ lời uy tín thiệt thà. Người tin vào ba sẽ gây gắm nhiều ước mơ, bao thành công sẽ quy hướng về ta. Xin thêm cuối cùng chớ nên ru bia tha qua, mất hết tâm lành thu hẹp trí tài. Người ơi, xin thêm cả điều chớ nên si kê ma túy, đành cả ba bài xin dèn pháp đành. Người ơi, bài năm.